Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu về chương 3, định lý Pythagore và ứng dụng. Nội dung kiểm tra học kỳ 1 toán 8 có hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Đối với trắc nghiệm có 8 câu đại số và 4 câu hình học, 3 điểm. Tự luận 7 điểm. Gồm có 5 phần. Phần 1, tính thu gọn, gồm những nội dung: nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, chú ý hằng đẳng thức số 1, 2, 3, cộng trừ phân thức, rút gọn phân thức. Phần 2, phân tích đa thức thành nhân tử, gồm có các phương pháp: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm. Phần 3, tìm x. Phần 4, toán thực tế, gồm có 2 bài, một bài đại số và một bài hình học. Phần 5 là toán hình học. Chúng ta qua bài tập số 2, phân tích đa thức thành nhân tử. Bài đầu tiên, 2x mũ 3 trừ 8x. Khi chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, thì phương pháp đầu tiên chúng ta nghĩ đến là phương pháp đặt nhân tử chung. Thế thì bài này chúng ta có đặt được nhân tử chung không? Được phải không nào? Nhân tử chung ở đây chính là 2x. Bên trong ngoặc chúng ta sẽ là x bình phương trừ 4. Thế thì x bình phương trừ 4 có còn phân tích được nữa không em? Được phải không nào? Đây là dạng A bình trừ B bình. Tức là chúng ta dùng phương pháp hằng đẳng thức để phân tích tiếp. X bình trừ 4 này chính là x trừ 2 nhân x cộng 2. Vậy các em lưu ý nha. Khi chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, ta phải phân tích khi nào không còn phân tích được nữa. Chúng ta qua bài B nào. 16x bình phương trừ 8x cộng 1 trừ 16y bình phương. Ở đây chúng ta có 4 hạng tử tất cả. Thế thì chúng ta thấy rằng là 3 cái hạng tử đầu tiên này chính là một hằng đẳng thức ha. Đó là hằng thức số 2 phải không nè. Ta nhóm lại cho vào ngoặc. Và 16x bình trừ 8x cộng 1 nó chính là 4x trừ 1 tất cả mũ 2. Còn 16y bình chính là 4y tất cả mũ 2. Như vậy chúng ta tiếp tục đưa về dạng là A mũ 2 trừ B mũ 2. Thế, ta phân tích ra là 4x trừ 1 trừ 4y, 4x trừ 1 cộng 4y. Chúng ta qua bài 3, tìm x. Bài đầu tiên, đa thức x trừ 2 nhân cho đa thức 2x cộng 3 bằng 0. Đây là một bài toán rất là quen thuộc. Các em hãy bấm dừng và tự làm nha. Thế thì chỗ này ta làm thế nào? Ta dẫn đến là gì nào? X trừ 2 bằng 0 hay là 2x cộng 3 bằng 0? Từ đó ta giải được x bằng 2 hay là x bằng trừ 3 phần 2. Chúng ta qua bài B. 2 nhân cho đa thức x cộng 5 trừ x mũ 2 trừ 5x bằng 0. Ở đây chúng ta khoan vội vã lấy số 2 phân phối vào cho x cộng 5 các em. Em hãy quan sát hai hạng tử phía sau, đó là trừ x mũ 2 trừ 5x. Chúng ta nhận thấy chỗ này có nhân tử chung là gì nào? Là x phải không? Chúng ta phân tích thử xem sao. Thế thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta phân tích ra thì có x cộng 5 là nhân tử chung. Ta phân tích tiếp nha. X cộng 5 nhân cho 2 trừ x bằng 0. Từ đó dẫn đến x cộng 5 bằng 0 hay là 2 trừ x bằng 0? Dẫn đến x bằng trừ 5 hay x bằng 2? Bài 2, tìm x. Cô có bài tập trên bảng như sau. Ở đây các em có thể bấm dừng để tự làm. Bạn nào chưa biết cách làm thì nghe theo sự hướng dẫn của cô. Chúng ta quan sát vế trái. Vế trái chúng ta có một tích đa thức và đa thức. Một cái dấu trừ ở giữa và phía sau là hằng đẳng thức số 2. Ở vế trái này chúng ta sẽ lấy đa thức nhân với đa thức. Rồi chúng ta khai triển hằng đẳng thức số 2 ra. Chúng ta lưu ý là dấu trừ đang được để ở giữa. 3x trừ 1 nhân cho 3x cộng 2 chúng ta bằng 9x bình cộng 6x trừ 3x trừ 2. 3x trừ 4 tất cả mũ 2 chúng ta khai triển được là 9x mũ 2 trừ 24x cộng 16. Chúng ta lưu ý dấu trừ ở giữa. Chính vì vậy trước khi em khai triển hằng đẳng thức số 2 em phải mở ngoặc ra
và sau khi khai triển xong, em đóng ngoặc lại. Vế trái này bằng với 5. Trước ngoặc dấu trừ, phá ngoặc, chúng ta sẽ đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Sau đó chúng ta rút gọn 9x mũ 2 trừ 9x mũ 2 hết. Cộng 6x trừ 3x cộng 24x bằng 27x trừ 2 trừ 16 là trừ 18 bằng 5. Ở đây 27x sẽ bằng 5 cộng 18. 27x bằng 23. X bằng 23 chia 27 bằng 23 phần 27. Bài 3, tính và rút gọn nếu có thể. Ở bài tập này, cô có một tổng hai phương thức không cùng mẫu. Để cộng hai phương thức không cùng mẫu, chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu thức. Chúng ta quan sát hai mẫu thức và chúng ta sẽ phân tích hai cái mẫu thức này thành nhân tử để tìm mẫu thức chung. Phương pháp phân tích ở đây là sử dụng đặt nhân tử chung. Đối với mẫu thức thứ nhất, x mũ 2 cộng 4x, chúng ta đặt x ra, bên trong x cộng 4. 2x cộng 8, chúng ta đặt 2 ra, bên trong x cộng 4. Và mẫu thức chung ở đây sẽ ra 2 nhân x nhân x cộng 4. Sau đó chúng ta quy đồng mẫu thức hai phân thức trên với mẫu thức chung vừa tìm được. Và chúng ta ra được là 12 cộng 3x trên 2x x cộng 4. Tuy nhiên chúng ta không dừng lại ở đây mà chúng ta nghĩ đến chuyện rút gọn cái phân thức này. Chúng ta quan sát tử thức. Chúng ta đặt 3 làm nhân tử chung. Vậy bên trong sẽ ra 4 cộng x. Chúng ta lưu ý 4 cộng x và x cộng 4 là bằng nhau. Bởi vì phép cộng có tính giao hoán, do đó ta rút cho nhân tử chung ở đây là x cộng 4. Đáp số chúng ta sẽ là 3 trên 2x. Bài 4. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường của An tổ chức cho các học sinh khối 8 thi đấu bóng đá theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội đều gặp nhau một trận. Tổng số các trận thi đấu được tính bởi biểu thức T bằng x x trừ 1 trên 2. Với T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia. Em hãy tính xem nếu có 7 đội tham gia thi đấu thì tổng số trận đấu là bao nhiêu trận. Chúng ta lưu ý, ở đây người ta cho chúng ta một cái biểu thức T bằng x x trừ 1 tất cả trên 2. Chúng ta phải quan tâm đến từng cái chữ trong biểu thức này biểu thị cho điều gì. T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia. Bây giờ ở đây họ nói rằng có 7 đội tham gia, tức là trong biểu thức này họ cho chúng ta giá trị của x. Và chúng ta tìm cái gì? Tìm tổng số trận đấu, tức là chúng ta tìm T. Chúng ta thay x bằng 7 vào cái biểu thức trên. Cái chữ x ta thay thế bằng số 7 và chúng ta tính ra được 21 trận. Chúng ta kết luận, vậy nếu có 7 đội tham gia thi đấu thì tổng số trận đấu là 21 trận. Bài tập 6. Một con robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90 độ sang trái hoặc sang phải. Một người điều khiển robot xuất phát từ vị trí A, đi thẳng 2 mét, quay sang phải rồi đi thẳng 3 mét, quay sang trái rồi đi thẳng 6 mét, quay sang phải rồi đi thẳng 3 mét đến vị trí đích là điểm B. Tính theo đơn vị mét khoảng cách AB giữa đích đến và nơi xuất phát của con robot. Chúng ta quan sát hình vẽ, robot tại vị trí điểm A đến vị trí điểm C là 2 mét. Sau đó nó quay một góc 90 độ từ C tiến đến D, 3 mét. Nó quay một góc 90 độ từ D tiến đến E, 6 mét. Quay một góc 90 độ từ E tiến vị trí B, 3 mét. Chúng ta tính độ dài AB. Nếu mà chúng ta để như thế này thì chúng ta không thể tính được AB các em. Chúng ta quan sát cái hình ha. Chúng ta thấy
cái đoạn AC này chúng ta kéo dài ra tạo thành cái đường AC. Tương tự cái đoạn BE này tôi kéo dài ra thành đường BE. Hai cái đường thẳng AC và BE cắt nhau tại cái điểm F. Như thế thì chúng ta thấy độ dài AB lúc này chính là cạnh huyền trong tam giác vuông AFB. Vậy thì ta có thể tính được độ dài AB không? Bây giờ chúng ta quan sát hình vẽ ha. AB đóng vị trí là cạnh huyền trong tam giác vuông AFB. Như vậy thì muốn tính AB, ta phải có AF và FB. Làm sao để tính AF? Làm sao để tính FB? Chúng ta quan sát AF chính là bằng AC cộng cho CF. CF bằng bao nhiêu các em? CF nó bằng với DE bằng 6 mét ha. Vì CF ED là hình chữ nhật. Còn đối với FB chính là bằng FE cộng EB. EB bằng 3 mét rồi. FE bằng bao nhiêu? Chúng ta thấy FE bằng với CD cũng bằng 3 mét luôn. Do CFED là hình chữ nhật. Như vậy chúng ta tính được hai cái độ dài AF và FB. AF chúng ta tính được là 8 mét. Còn BF thì chúng ta tính được là 6 mét. Từ đây chúng ta tính được độ dài của AB bằng cách là áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AFB, vuông tẻ. AB mũ 2 bằng AF mũ 2 cộng BF mũ 2. Thế số vào và chúng ta tính được AB bằng 10 mét. Vậy khoảng cách AB giữa đích đến và nơi xuất phát của robot là 10 mét. Chúng ta qua bài tập số 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AC. Trên tia đối của tia DE chúng ta lấy điểm F sao cho D là trung điểm của đoạn EF. Câu A, chứng minh tứ giác BFCE là hình bình hạnh. Câu B, chứng minh tứ giác BFEA là hình chữ nhật. Câu C, vẽ AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của HC. Chứng minh FM vuông góc AM. Ở đây cô đã vẽ sẵn hình rồi và các em hãy quan sát cái tứ giác BFCE. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu nào để chứng minh tứ giác BFCE là hình bình hạnh đây? Chúng ta nhận thấy D là trung điểm của mỗi đường chéo đúng không em? D là trung điểm của EF. Đề cho. Và D là trung điểm của cạnh BC. Cũng là đề cho luôn. Như thế, chúng ta đủ điều kiện kết luận tứ giác BFCE là hình bình hạnh. Xét tứ giác BFCE. Chúng ta có D là trung điểm của EF và D là trung điểm của BC. Dẫn đến tứ giác BFCE là hình bình hạnh. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hạnh. Qua câu B, chứng minh tứ giác BFEA là hình chữ nhật. Chúng ta quan sát tứ giác BFEA. Chúng ta nhận thấy góc A bằng 90 độ do tam giác ABC vuông tại A. Thế thì chúng ta chỉ cần chứng minh thêm tứ giác BFEA là hình bình hạnh nữa thì sẽ xong phải không nào? Vì hình bình hạnh có một góc vuông là hình chữ nhật. Vậy thì mấu chốt ở đây phải chứng minh cho được BFEA là hình bình hạnh. Chúng ta quay trở lại câu A. Câu A chúng ta đã chứng minh được BFCE là hình bình hạnh rồi. Như vậy thì cái tứ giác này sẽ mang các tính chất của hình bình hạnh. Đó là những tính chất gì? Các cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Các cặp góc đối bằng nhau, đúng không nào? Như thế ở đây chúng ta nhận thấy BF song song và bằng EC. Thế thì ba điểm A, E, C thẳng hàng dẫn đến BF song song với AE. Ngoài ra BF bằng với EC, mà AE bằng với EC do E là trung điểm của AC. Như vậy, chúng ta sẽ có BF bằng với AE. Tứ giác BFEA có một cặp cạnh đối BF và AE vừa song song vừa bằng nhau, nên nó là hình bình hạnh. Kết hợp với góc A bằng 90 độ, dẫn đến tứ giác BFEA là hình chữ nhật. Chúng ta cùng coi cái bài giải nhé. Bài hướng dẫn của cô đến đây là hết. Các em hãy ôn tập thật tốt để có kết quả thật cao trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới nhé. C.
Xin chào tạm biệt các em.